Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú gấu đội chiếc mũ cùng với một chiếc khăn màu đồng này. Hãy cùng tô với mình nha. Chú gấu màu hồng các điều rất là dễ thương, các bạn nhớ xem hết video để xem mình đánh bức tranh này nhé. Thank you.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Một bức tranh một bạn gấu màu hồng rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn thôi nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.